Hello anh em, hôm nay bên cửa hàng em mới đổi xe được dư em SH160. Màu rất đẹp luôn, xám, ánh tím. Màu này theo em biết là cũng đang hot trend nha. Đi rất là đẹp luôn, ra ngoài trời nó óng óng, hơi óng tím một xíu. Trong cà vẹt là xám, tím nha anh em. Con này của em là đăng ký tháng 5, 2023. Ô đô là 3.000 km, hai chìa khóa, hai kính đầy đủ hết. Đó, xe này của em chính chủ công chứng rút gốc sang tên đầy đủ hết nhá. Anh em muốn như thế nào cũng được, biển khá đẹp, 60666. Xe ngay chủ nhá, công chứng đàng hoàng, rút gốc gì cũng được hết, chiều hết anh em mình luôn, không vấn đề gì. Xe này em bán 97.500.000. Idle mode này còn nguyên cho anh em mình. Mọi chức năng là full. Con này muốn đè thì phải bóp cái côn bên kia. Anh em chờ xíu để bóp lại nhá. Đó, đang nổ máy luôn. SH thì bên em còn 350-160 thôi nha. Xe ABS. Nói chung là 99% á. Ốc tán là như mới luôn. Cam kết cho anh em là ô đô chuẩn, không tai nạn đâm đụng hay là tua ô đô ha. Đó, anh em thấy chưa, bao đẹp luôn. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ nhá. Thì lâu lâu em mới đổi được mấy con SH này bán chơi chơi cho anh em nào mà không thích đi mô tô nữa thì có thể xuống ha. Thì những mà mặt hàng chuyên của bên em thì vẫn là mô tô, phân khối lớn, phân khối nhỏ, lướt, xài lướt nha, ưu tiên xe xài lướt 1-2 ngàn cây và vài trăm cây. Có anh em nào mà muốn đổi từ SH lên mô tô hay là từ mô tô xuống SH thì cũng được hết nhá. Con này cho anh em xin lại thông tin này, SH160 đăng ký tháng 5 2023, màu xám ánh tím, đang hot trend luôn, đi 3.000 cây, đầy đủ hết phụ kiện là hai chìa, hai remote, hai kính, máy móc nguyên zin, không tai nạn đâm đụng, bao anh em cam kết là ô đô chuẩn. À, em bán là 97.500.000. Anh em nào có nhu cầu mua cái mẫu SH này hoặc là SH350 thì inbox qua số điện thoại 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Hưng Hiệp, chị em Bình Dương nhé. Rồi, clip xin dừng tại đây thôi. Hôm nào là về hàng mới lại quay cho anh em tham khảo nhá. Anh em lưu ý này, cứ có thắc mắc gì anh em chỉ cần nhấc cái máy lên alo cho em sẽ tư vấn bằng cả tính mạng luôn. Ok, tạm biệt anh em.